Chào mừng đã quay trở lại với hành trình khám phá lịch sử thế giới. Thưa quý vị, trận Dunkirk là một sự kiện quan trọng của Thế chiến thứ hai, diễn ra tại thành phố Dunkirk, Pháp từ 26 tháng 5 cho tới ngày 4 tháng 6 năm 1940 giữa quân đội đồng minh và Đức Quốc xã, cũng như thuộc một phần của trận chiến nước Pháp thuộc mặt trận phía Tây. Trước sự ép tấn công tới tấp của Đức, phe đồng minh vừa phải chống trả, vừa phải rút lui ra khỏi bãi biển và mở cuộc tháo chạy khổng lồ theo đường biển về Anh Quốc. Đây trở thành cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử quân sự. Chiến dịch Dunkirk hay được gọi là cuộc di tản, được thực hiện ở giai đoạn này là một trong những diễn biến lịch sử đáng nhớ với quân đội Đức, không phải là sự huy hoàng chiến thắng mà là thất bại cay đắng. Tại sao không quân Đức lại gặp kết cục như vậy? Hãy cùng dõi theo video ngay sau đây của Lịch sử Thế giới để có câu trả lời. Cũng đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Lịch sử Thế giới. Dunkirk, trận đánh cuộc di tản vĩ đại bậc nhất lịch sử. Đầu năm 1940, Pháp chính thức tham chiến, họ đưa quân đội cùng với Anh tiến vào Bỉ theo lệnh của Tổng tư lệnh tối cao của quân đồng minh, với kế hoạch giữ chân quân Đức tại phòng tuyến sông Đào. Tuy nhiên, với hơn 800.000 lính cùng với hàng trăm hàng ngàn phương tiện cơ giới chiến tranh, bao gồm cả xe tăng, thế công của quân Đức vẫn ào ạt tiến đến không chút nào núng. Thậm chí, phe phát xít còn làm tốt đến nỗi chia cắt hoàn toàn lực lượng viễn chinh Anh, viết tắt là BEF, và quân đồng minh từ Pháp. Những người lính BEF bị dồn về dải đất hẹp thuộc vùng biển nước Pháp và chỉ cách quê hương khoảng vài chục dặm biển nhưng không thể nào với tới. Trước mặt họ, tuy là biển rộng nhưng lại luôn trực chờ bởi những chiếc tàu ngầm lấp u. Phía sau còn đáng sợ hơn khi có sự hiện diện của hàng chục vạn lính Đức với thế công như chẻ tre. Nếu nghĩ vậy là đủ thì tất cả đã nhầm, thần chết có thể đến với quân Anh bất cứ lúc nào khi hàng trăm máy bay chiến đấu đang gào thét oanh tạc suốt ngày đêm. Có đến 400.000 người thật đấy, súng ống đạn dược không quá nhiều, không quá ít nhưng lâm vào tình thế đó. Dường như toàn bộ đội quân BEF mất sạch sĩ khí, tuyệt vọng nhìn về quê hương gần ngay trước mắt mà chẳng thể vơ tay. Cũng trong lúc đó, những quan chức cao cấp của Anh đang dốc hết sức để có thể giải cứu những người con xa quê. Đích thân Thủ tướng lâm thời Winston Churchill yêu cầu chỉ huy cao nhất của BEF phải di tản được nhiều lính nhất có thể. Tuy nhiên, theo ước tính, chỉ có khoảng 45.000 người được giải cứu trong 48 tiếng đầu tiên. Con số đó là quá nhỏ bé so với tổng thể. Hơn thế nữa, thời gian không có nhiều đến vậy, quân Đức vẫn đang ào ạt tấn công, chưa kể lực lượng tăng thiết giáp chủ lực của Đức cũng đang trên đường tới. Quyết định bất ngờ đến từ phía quân Anh cùng tia hy vọng le lói. Đúng trong thời khắc gay cấn nhất, lực lượng xe tăng chủ lực của Đức bỗng dừng lại theo lệnh của Hitler, xuất phát từ yêu cầu của tướng Gerhard von Rundstedt và Günther von Kluck tạm dừng tấn công trong 2 ngày, 22 đến 23 tháng 5 năm 1940. Quyết định khó hiểu này được nhiều chuyên gia đánh giá là sai lầm chí mạng của phe phát xít. Nó cho quân đồng minh có cơ hội sốc lại tinh thần, hàng ngũ cũng như là xây dựng chu đáo hơn cho hệ thống phòng thủ. Người Anh cũng nhân cơ hội này mở chiến dịch Dynamo nhằm giải cứu lực lượng BEF ở bờ biển Dunkirk. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên 27 tháng 5, chỉ có gần 8.000 người, 7.669 có thể về đến Anh an toàn. Con số này thấp hơn nhiều so với kế hoạch giải cứu 45.000 lính trong 48 tiếng đầu tiên. Bên kia chiến tuyến, quân Đức liên tục thả tờ rơi, kêu gọi đầu hàng song song với những trận oanh tạc liên miên từ máy bay cũng như là trọng pháo. Âm thanh từ tiếng bom, tiếng pháo và cả những loạt đạn súng máy như là xé toàn cả không khí. Tình thế của quân đồng minh bây giờ thực sự không tốt, thậm chí quân Bỉ còn đầu hàng vào ngày hôm sau 28 tháng 5. Việc này khiến cho tình hình tồi tệ hơn rất nhiều. Quân Anh hoàn toàn bất ngờ về quyết định này và buộc họ phải tiến hành nhanh hơn kế hoạch di tản của mình. Trong hoàn cảnh éo le, chính phủ Anh đã đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ của mình. Hàng trăm chiếc thuyền dân sự nhỏ đã đáp lại và lên đường đến Dunkirk. Sự dũng cảm và lòng yêu nước của chủ những con tàu dân sự này đã tạo nên thành công bất ngờ cho chiến dịch. Tính tới ngày 31 tháng 5, hơn 180.000 quân được giải cứu an toàn trở về Anh. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1940, chuyến di tản chưa từng có kết thúc và con số cuối cùng lên tới 340.000 người, trong số đó có 140.000 lính đồng minh. Thực tế, Thủ tướng Anh Winston Churchill vừa nhận chức vào tháng 5 và cũng chỉ hy vọng có thể cứu được 30.000 lính về Anh an toàn, trong khi con số thực tế cao hơn đến 11 lần. Cũng vì lẽ đó mà cuộc di tản này được giới truyền thông của Anh ca ngợi là một kỳ tích, một chiến thắng lịch sử. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất, đó vẫn là một thất bại cay đắng của quân Anh cùng đồng minh trước thế tiến công không thể kiềm hãm của phe Đức. Có 340.000 người an toàn, song đối với kẻ ở lại đó là thảm cảnh.
Đương nhiên không ai dám nghĩ đến kịch bản cả 400.000 lính đều có thể an toàn sống sót rời khỏi Dunkirk giữa mưa bom bão đạn của quân Đức. Thậm chí việc đưa hơn 80% lực lượng về đến Anh cũng đã là một thành công lớn. Song con số 80.000 người bị mắc kẹt lại đây cũng không phải là nhỏ. Bên cạnh đó là hàng nghìn cơ giới, xe tăng, xe tải cùng với vô số vũ khí đạn dược bị bỏ lại trên đất Pháp và cả bờ biển Dunkirk. Trong số 8 vạn quân đó, kẻ bị chết, người bị thương và phần lớn đều bị bắt sống, làm tù binh tại các trại giam lớn. Và chắc chắn rằng cuộc sống tù tội do quân phát xít tạo ra thì không hề dễ chịu. Nó khiến con người ta chết dần, chết mòn theo năm tháng. Thậm chí, có người phải uống nước cống, ăn đồ hỏng để sinh tồn. Những người thiệt mạng được chôn vội vàng trong các nấm mộ nhỏ, đánh dấu bằng một cây thập tự giá khắc tên tuổi và chiếc mũ sắt đặt bên trên. 80.000 binh sĩ đồng minh bị quân Đức bắt làm tù binh và dẫn giải trên đường phố đến nơi tập trung. Ký hiệu trên chiếc xe tải phía sau nhóm tù binh cho thấy lực lượng bắt giữ họ là một đơn vị Panzer của Đức. Nhiều binh lính tới các thuộc địa của Pháp ở châu Âu cũng trở thành tù binh. Họ thường phải chụp ảnh với lính Đức vì bị coi là chiến lợi phẩm. Quân phát xít Đức đối xử tồi tệ với các tù binh, nhiều người phải uống nước cống và ăn những đồ hư hỏng trong thời gian bị giam giữ. Đó có thể coi là thiệt hại lớn về người đối với quân đội Anh, nhưng thiệt hại về vật chất không hề nhỏ. Số lượng khí tài khổng lồ bị bỏ lại bởi phe đồng minh đủ để trang bị cho 8 đến 10 sư đoàn khác trong ngay khi ở Anh. Họ chỉ còn đủ 2 sư đoàn. Chưa kể đến đạn dược, chỉ tính vũ khí thôi, quân Anh đã phải mất 1.190 khẩu pháo, 3/4 là pháo đã chiến, còn lại là cỡ lớn. 500 súng phòng không và 850 súng chống tăng, 11.000 súng máy, gần 700 xe tăng, 20.000 mô tô và 45.000 mô tô xe tải các loại. Nhưng mà dù vậy, ban đầu người ta ước tính chỉ có thể di tản được khoảng 45.000 binh lính trong vòng 48 tiếng. Thủ tướng lâm thời Winston Churchill đã đích thân yêu cầu Bộ Chỉ huy BEF, lực lượng viễn chinh Anh quốc, phải tìm mọi cách để giải cứu càng nhiều quân càng tốt. Và cuối cùng, lượng người trở về tăng gấp 9 lần so với dự kiến, biến đây trở thành cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử quân sự. Tại sao không quân Đức thất bại trong chiến dịch Dunkirk? Lực lượng không quân Đức thời điểm đó, trong chiến dịch nước Pháp, người Đức đã dốc một lực lượng hùng hậu gồm 2.900 máy bay tham gia và đến tháng 5 năm 1940 đã có 640 chiếc bị mất. Con số này chiếm 22% toàn bộ biên chế không quân Đức tham gia chiến dịch. Bên cạnh đó còn có những phi đoàn kiệt quệ, khánh kiệt khi chịu tổn thất đến hơn 50% số máy bay. Các sân bay mà người Đức chiếm được ở Pháp là không thực sự phù hợp cho các máy bay ném bom. Heinken cất cánh, muốn đạt được hiệu suất cao thì phải cải tạo lại. Mà như vậy thì có lẽ là người Anh đã đua thuyền về đến tận Dover từ lâu rồi. Không quân Đức rất mạnh nhưng rõ ràng đã phải chịu những tổn thất rất lớn. Chỉ thị cấp trên là một sai lầm không tính toán. Theo mệnh lệnh số 13 của Hitler vào ngày 24 tháng 5 năm 1940, ông ta yêu cầu không quân Đức phải bẻ gãy, hủy diệt mọi nỗ lực phản kháng của lực lượng quân đồng minh đang bị bao vây, ngăn chặn quân Anh rút lui qua eo biển Manchester, bảo vệ sườn phía nam của cụm tập đoàn quân A. Như vậy ta có thể thấy không quân Đức phải đối mặt với ba nhiệm vụ nặng nề. Thứ nhất, tung ra các phi vụ oanh kích chống lại không quân đồng minh tại Dunkirk. Thứ hai, tung ra các phi vụ oanh kích chống lại lực lượng di tản. Và thứ ba là cover toàn bộ bầu trời cho lực lượng quân Đức đang ở gần Paris. Rõ ràng, việc bị bắt không quân Đức phải một mình gánh cái nhiệm vụ bất khả thi này thì Bộ Tư lệnh Tối cao Đức đã không lường trước được tình hình và đặc biệt là không nắm rõ được thực lực hiện tại của Luftwaffe. Đây là còn chưa kể, không quân Anh RAF chả đứng yên nhìn người Đức lộng hành. Bộ Tư lệnh Tối cao Wehrmacht đã phần nào đó không nắm rõ được tình hình diễn biến và thực lực của Luftwaffe mà giao cho họ những nhiệm vụ quá sức. Thời tiết cũng là một yếu tố then chốt trong các cuộc chiến. Thời tiết đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong các chiến dịch quân sự, đặc biệt là không quân. Tính từ sau khi Hitler ra lệnh vào ngày 25 tháng 5 cho tới ngày 2 tháng 6, khi kết thúc đợt oanh tạc thì có nhiều ngày điều kiện thời tiết xấu đã hạn chế đi rất nhiều khả năng tác chiến của máy bay Đức, đặc biệt là những chiếc Heinken, Hi-111 và Stuka. Sự chồng chéo về mặt nhiệm vụ được giao, không quân Đức không phải chỉ có mỗi Dunkirk, các máy bay Đức không phải chỉ có mỗi việc bay ra Dunkirk, họ còn nhiều việc khác phải làm, nhiều nơi phải đi, họ còn phải thực hiện các phi vụ, oanh kích tại các vị trí khác, cover toàn bộ Paris mỗi khi Wehrmacht yêu cầu. Sự hoạt động hạn chế phần nào của Stuka Ju-87. Các máy bay Stuka Ju-87, nỗi khiếp sợ của quân đồng minh lúc này được đóng ở các vị trí cách Dunkirk từ 170 đến 200 km, với khoảng cách này nó phần nào đã gần chạm đến phạm vi hoạt động MAS của Stuka. Bất lợi đến từ đối thủ.
Trong toàn bộ cuộc anh tạc, không quân Đức đã tung ra 1.600 đến 1.800 phi vụ anh kích và khoảng 2.000 phi vụ tiêm kích hay hộ tống. RAF trả lời với 3.000 phi vụ bay đánh chặn, rõ ràng đường tưởng dễ sơ tái được người Anh. Cảm hứng cho ba tượng vàng Oscar, đôi khi chỉ còn sống sót thôi cũng đã là chiến thắng. Sau thành công bất ngờ của chiến dịch, người ta ca ngợi Dunkirk như là một kỳ tích. Nó không khác gì biểu tượng cho sự đoàn kết của người Anh trong giờ phút nguy nan. Nhưng đó cũng là sự thất bại của quân Anh và phe đồng minh trong việc chặn đứng bước tiến của quân Đức. Tướng Alan Grocki từng nói, không có gì ngoài phép màu mới có thể cứu BEF vào lúc này. Ngày đầu tiên chỉ có 8.000 quân nhân được giải cứu, nhưng trong 8 ngày tiếp theo đã có tổng cộng gần 340.000 binh lính đồng minh vượt qua eo biển Manchur, nơi đang bị tấn công từ 4 phương 8 hướng, theo đúng nghĩa đen. Gần 40.000 quân đồng minh đã bị bỏ lại và bắt giữ làm tù binh sau sự kiện. Tuy được bộ máy tuyên truyền Anh ca ngợi là một kỳ tích, nhưng về bản chất, Dunkirk là một thất bại của lực lượng đồng minh nói chung và Anh quốc nói riêng. So với các mặt trận lớn khác của Thế chiến thứ hai như là Stalingrad, Normandy hay là Okinawa, Dunkirk là một sự kiện hầu như không có gì đáng để tự hào đối với lực lượng đồng minh. Điều đó khiến dự án tái hiện cuộc di tản Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan trở thành một canh bạc mạo hiểm và gây tò mò cho cả khán giả lẫn giới phê bình. Liệu tác giả cùng với hàng loạt tác phẩm chất lượng như là ba tập phim The Dark Knight, Memento, The Prestige hay là Inception sẽ xử lý chất liệu lịch sử kỳ lạ ấy ra sao? Bộ phim chiến tranh đậm chất tâm lý và sinh tồn. Dunkirk là một bộ phim chiến tranh nhưng không thể hiện được cuộc đối đầu trực diện giữa hai phe đối địch như các tác phẩm thông thường. Christopher Nolan đã đi thẳng vào bản chất của sự kiện, cuộc tháo chạy của lực lượng đồng minh khỏi vùng bờ biển nước Pháp theo cái cách trực diện, trần trụi và nhân bản nhất có thể. Câu chuyện của Dunkirk đơn giản là một chuyến hành trình sinh tồn của những con người bị mắc kẹt vào cuộc chiến vô vọng. Bộ phim được chia theo ba góc nhìn, từ đất liền, bờ biển Dunkirk, từ trên không, đội máy bay tiêm kích của không lực Hoàng gia Anh có nhiệm vụ tiêu diệt máy bay quân đội Đức, và từ mặt biển, những con tàu dân sự lên đường giải cứu quân đội. Từ đất liền, đại diện cho gần 400.000 binh lính đồng minh là Tommy Fionn Whitehead hay là Alex Harry Styles, những người lính trẻ tuổi giống như bao đồng đội khác, chỉ có một ước muốn tột cùng là được trở về nhà. Từ trên không, những người phi công như là Ferrier, Tom Hardy hay là Collins, Jack Loden đã làm hết sức để hỗ trợ tối đa cho việc di tản trên mặt biển. Còn từ hậu phương, hàng nghìn con tàu dân sự giống như là chiếc tàu du lịch cá nhân của ngài Dawson, Mark Rylance đã nghe theo lời kêu gọi của quê nhà và chủ động đi tới chiến tuyến để thực hiện nhiệm vụ giải cứu binh lính đang mắc kẹt. Dunkirk là một bộ phim chiến tranh trần trụi, bởi trong phim hầu như không tồn tại chủ nghĩa anh hùng, các nhân vật hành động không vì lý tưởng cao siêu và mỗi nhân vật chỉ hành động để đạt được mục đích cơ bản duy nhất của bản thân. Không có sự đối đầu giữa người tốt kẻ xấu ở hai phe chiến tuyến mà chỉ có những con người khao khát trở về nhà, về với hòa bình gần gũi và quen thuộc và phải chống chọi lại nỗi ám ảnh về sự diệt vong qua từng giây từng phút. Tuy Dunkirk đi sâu khai thác câu chuyện của mỗi cá nhân, nhưng phim cũng không mang chủ nghĩa cá nhân. Nhân vật trong phim hầu như không được giới thiệu hoàn cảnh cụ thể, thậm chí đến tên họ, danh xưng cũng chẳng được đề cập tới. Họ không phải là những cá nhân đặc biệt hay kỳ xuất, mà chỉ là những người lính, người dân bình thường. Thưa quý vị, kể câu chuyện về các nhân vật vô danh giúp Dunkirk có được góc nhìn mới mẻ, chân phương và nhân bản về con người thời chiến. Mỗi cá nhân không phải là cá biệt, mà là đại diện cho cả tập thể đông đảo, giúp vẽ ra bức tranh toàn cảnh đầy chân thực về cuộc di tản Dunkirk nói riêng và một góc nhìn khác về chiến tranh nói chung. Không cần đi quá sâu vào nội dung hay cách làm phim, chúng ta vẫn có thể mường tượng được đây sẽ là một tác phẩm hùng tráng với vô số cung bậc cảm xúc khác nhau. Và vì thế, năm 2018, Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan cũng đã tự hào nhận được 3 giải Oscar danh giá, lần lượt dành cho các hạng mục dựng phim xuất sắc, biên tập âm thanh xuất sắc và hòa âm xuất sắc.